khắp câu buồn hiu phiêu lưu, sông chơi những ngày đâu chưa. Ba giá muốn dùa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Ca cùng chị Cẩm Ly thì được giải thưởng cao luôn. Thì qua những cái cuộc thi đó nó làm cho Hà Vân càng ngày càng cái đam mê ca hát đó nó càng trỗi dậy và có mong muốn động lực rồi. Có động lực. À, Hà Vân nghe lời bố mẹ đi học sư phạm 5 năm. À, đi học sư phạm 3 năm ở trường cao đẳng, sau đó là đi về quê và đi dạy học 5 năm. Chào mừng mọi người đến với chương trình Người kể chuyện đời. Còn tôi là Trung Dân. Khách mời ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu ca sĩ Hà Vân. Dạ. Con xin chào chú Trung Dân. Chào cũng anh. Như là Hà Vân xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Người kể chuyện đời. Hà Vân sinh ra trong một gia đình gốc Thanh Hóa, sau đó di cư vào Đồng Nai để làm kinh tế mới và gắn bó với nơi này cho đến hiện tại. Mặc dù bình thường Hà Vân vẫn nói giọng Bắc như mọi người trong gia đình, nhưng khi cất giọng, cô lại hát bằng giọng miền Nam rất ngọt. Và điều này khiến bản thân Hà Vân vẫn không thể lý giải nổi, nên cô luôn xem đây là giọng hát mà mình đã may mắn được ông trời ban tặng. Mặc dù các thành viên trong gia đình không mai theo nghệ thuật, nhưng tình yêu dành cho ca hát đã hình thành trong lòng Hà Vân ngay từ những ngày cô còn nhỏ. Ngày ấy, cô vẫn thường mắc võng sau hè, ngâm nga theo từng câu hát của cô Hương Lan và nghĩ về một ngày được đứng trên sân khấu, cất cao tiếng hát của mình. Và cuối cùng, sau bao khó khăn, cô ca sĩ bé nhỏ với ước mơ ngày nào giờ đã trở thành hiện thực. Chúng ta hãy cùng theo dõi hành trình của ca sĩ Hà Vân, chuyên hát nhạc trữ tình, nhạc bolero sâu lắng trong chương trình Người kể chuyện đời ngày hôm nay. Cái bài hát mà mọi người ấn tượng với là Hà Vân đó là bài Rau đắng mọc sau hè. Dạ. Yeah. Sáng tác của chú Bắc Sơn. Bài hát đó hồi trước á, nhiều ca sĩ trình bày rất là ấn tượng. Lúc mà Trung Dân còn nhỏ thì đã nghe chị Hương Lan hát. Dạ. Yeah. Rồi sau này thì có Hương Thủy hát nữa. Yeah. Bây giờ thì là Hà Vân, bạn có thể hát một đoạn của bài hát Rau đắng mọc sau hè được không? Dạ vâng ạ. Cái bài hát này rất là đưa Hà Vân từ một cô gái miền Bắc mà tại sao mà lại say mê và yêu cái dòng nhạc của miền Nam. Đó, những cái ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, những ca khúc trữ tình bolero và có cả ca cổ nữa là rất là yêu. Thì bởi vì lúc chính như là Hà Vân lúc bé cũng giống như là chú Trung Dân, chú cũng đã nghe qua cô Hương Lan hát bài này. Thì Hà Vân cũng nghe cô hát và say mê, và cô Hương Lan chính là thần tượng lớn của Hà Vân. Và những cái dạng chính là cái bài hát này và những cái bài hát của cô đã đưa Hà Vân đến với dòng nhạc quê hương, đặc biệt là những ca khúc âm hưởng dân ca Nam Bộ. Và trong cái cuộc thi X Factor 2014, đây là cái bài hát mà Hà Vân đã chọn để cho cái vòng ghi hình đầu tiên mà khán giả biết đến và yêu mến Hà Vân qua cái ca khúc này và qua cái cuộc thi đó. Thì Hà Vân xin tặng đến với chú Trung Dân cũng như là tất cả quý vị một đoạn trong ca khúc này nha. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buông, côi khôi đúc đồng để ngậm ngùi, chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biếu cậu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em, tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu, sông chơi những ngày đâu chưa. Ba giá muốn dùa đường mòn xưa, dãi nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh dạo quanh. Khung trời kỷ niệm chợt thèm, rau đắng nấu canh. Cảm ơn chú. Cảm ơn Hà Vân. Thật sự Hà Vân có biết rau đắng không? Có thấy và có ăn lần nào chưa? Dạ biết và cũng ăn rất là nhiều ạ. À, nhất là rau đắng mà ăn với đây cháo cá lóc. Dạ, rồi ăn mấy món như là lẩu mắm của miền Tây. À đúng rồi. Mỗi lần mà Hà Vân đi miền Tây là lúc nào cũng thường là ăn cái món này. Ừ. Đi đến các cái quán mà ăn của miền Tây mà hay gọi cái món lẩu mắm lắm. Ừ. Và rất là thích ạ. Hà Vân là người Bắc. Dạ. Cơ duyên nào? Hồi nãy mình nói sơ sơ, mình nói là nghe cô Hương Lan
hát những cái bài hát dân ca mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Nhưng mà từ nhỏ rồi có thích chưa? Có thích cái nghề ca hát này không? À, ngay từ bé xíu á, mẹ của Hà Vân nói rằng là Hà Vân biết hát còn trước khi biết nói. Tại vì giống như là tầm 9-10 tháng hay 1 tuổi gì đó đó, là mẹ lúc đó là nhà Hà Vân có cái radio nhỏ nhỏ đó. Thời cái tầm chưa chưa lúc nào là cũng có cái chương trình ca nhạc. Và những cái ca khúc âm hưởng dân ca này, Hà Vân nghe Hương Lan hát này, rồi là những cái tuồng cải lương. Lúc đó là mình nghĩ là mình chưa có tập, mình đang tập nó nhưng mà mình lại nghe nghe và mình lặp lại được. Là cứ đi hát véo von những cái câu hát. Đó là hay nói vui là biết hát trước khi biết nói. Dạ, nghĩa là đã có năng khiếu từ bé rồi ạ. Và khi lớn lên thì con thì rất là thích ca hát, tham gia các cái phong trào văn nghệ ca hát và lại hay hát những ca khúc âm hưởng dân ca Nam Bộ. Có lẽ là mình nghe và mình có duyên với dòng nhạc này, mình nghe và mình thích, mặc dù là mình là người Bắc, xung quanh bố mẹ rồi hàng xóm của mình cũng tất cả người miền Bắc. Hà Vân không có nói được tiếng miền Nam, tại mình không nghe nói nhiều, chỉ nghe hát, nghe Quân Lan hát hay là các ca sĩ hát, mình hát cải lương thì mình lặp lại thôi, và mình có thể hát một cách rất là nhuần nhuyễn và bằng cái tiếng Nam Bộ mà mình không cần phải tập luyện. Mọi người cũng hay hỏi. Ủa khi mà hát á, thì mọi người lại cứ nói là chắc là, dạ, chắc là cô gái miền Nam. Nhưng tới khi mà Hà Vân giới thiệu bài hát hay là nói chuyện thì lại, ủa em là người miền Bắc à? Và phải tập tiếng miền Nam Bộ khó không, lâu không? Thật ra Hà Vân không phải tập gì cả, cứ nghe là hát thôi. Rồi ở đâu mà có mấy cái đĩa đó để nghe vậy Hà Vân? Dạ hồi bé thì nhà Hà Vân nhớ là có cái máy cassette. Là cứ nghe theo cassette thôi. Ngoài là nghe những cái chương trình mà phát sóng radio thì lại bố mẹ cũng có những cái băng mà cải lương cassette, này. Băng cassette. Đúng rồi, dạ, cái băng cassette, băng tuồng cải lương. Đó là thành ra Hà Vân cứ hay mở, tại thích âm nhạc hay mở. Thực ra bố mẹ hay mua, hoặc là rồi các anh trai cũng thích nữa, thì mình cứ hay mở rồi mình nghe ké thôi. Mà cả nhà của Vân đều thích nghe cải lương. Thực ra mà nói là chủ yếu là chỉ có mình con là thích thôi. Con thích là chính. Bố mẹ thì cũng không hẳn là thích về ca nhạc, nhưng mà hồi đó con thích xong rồi là cũng không nhớ, là chắc là hồi đó người ta bán băng đĩa cũng rất là nhiều, thành ra là bố mẹ cũng có mua, rồi anh trai cũng thích ca nhạc nữa, thành ra cũng mua nhiều. Rồi mà hồi đó thì các cái băng cassette mà có cái băng cải lương ấy, thì nó cũng rất là phổ biến. Dạ, thành ra là Hà Vân hay nghe. Thật ra bố mẹ cho mình nghe vậy thôi, chứ nhưng mà sau khi lớn lên thì lại không cho mình đi theo con đường ca hát, cấm. Không cho, muốn học ngành gì? Hướng cho Hà Vân đi cái ngành sư phạm. Và Hà Vân học thì mình thích, nhưng mà mình vẫn phải nghe theo lời bố mẹ. Thì bố mẹ muốn là mình học sư phạm để cho ổn định, rồi có gia đình, con cái này nọ. Chứ còn đi hát thì, thứ nhất là mình ở miền quê, đi hát thì nó lại rất là mông lung. Thành ra là Hà Vân nghe lời bố mẹ đi học sư phạm 5 năm. Đi học sư phạm 3 năm ở trường cao đẳng, sau đó là đi về quê và đi dạy học 5 năm. Thì có một cái rằng là mình đam mê thì đam mê, sau khi mà Hà Vân học xong sư phạm ấy, thì Hà Vân lại lén bố mẹ đi lên nhạc viện thành phố để thi vào khoa thanh nhạc. Bởi vì là học xong sư phạm rồi là chưa có muốn đi về đi dạy liền, mà cứ lại muốn đi học hát. Bởi vì là mình chỉ có hát một cách rất là tự nhiên và bản năng, chứ mình chưa có hề qua một cái trường lớp. Rồi thi vô đậu không? Dạ thi đậu luôn. Thi đậu thanh nhạc luôn? Dạ thi đậu thanh nhạc luôn, mà cái điểm rất là cao cái năm đó. Nhưng mà cùng một cái lúc đó là vừa là cái nhạc viện thông báo đó, nhập học, trúng tuyển nhập học, và cộng với là cái bên sở giáo dục của Đồng Nai là cũng phân bổ về cho mình đi về đi dạy. Thì lúc đó là bị hai cái là nó rất là đấu tranh. Rồi xử lý thì sao đây con? Và Hà Vân thì muốn đi học hát, bố mẹ thì bắt đi dạy. Thì ra là hai mẹ con rồi sơ xung đột rất là lớn luôn. Rồi mẹ là bị bệnh tim, rồi mẹ nằm mẹ mệt, làm mệt rồi khóc lóc nữa. Thế thành ra là mình bị lo lắng, mình sợ, mình không sợ mẹ buồn. Thành ra là mình đành phải gác lại, rất là ngậm ngùi luôn, đành phải gác lại cái niềm đam mê đi học hát của mình và đi dạy học 5 năm. Thì trong cái 5 năm đó thì Hà Vân hay tham gia những hay ca hát trong trường, trong huyện, trong tỉnh này, các cái phong trào này. Bên cạnh đó lại cuối tuần á, một mình đi xe máy đi lên thành phố Hồ Chí Minh để tham gia những cái cuộc thi, đặc biệt là tiếng hát phát thanh của VOH. Rồi là sau đó là Hà Vân
được giải thưởng, rồi sau đó là tham gia một cái song cái game show là song ca cùng chị Cẩm Ly thì được giải thưởng cao luôn. Thì qua những cái cuộc thi đó nó làm cho Hà Vân càng ngày càng cái đam mê ca hát đó nó càng trỗi dậy và có động lực rồi. Có động lực cộng với là một số những cái anh chị trong chương trình ấy, các cái cuộc thi để động viên nó, tại sao em hát hay, em hát như thế mà em không đi theo, em cứ thử sức mình đi. Rồi nhiều khi bây giờ mình không tự sức thì tại sao mình muốn mình không làm, sau này không muốn cũng không làm được. Thì đó là một cái câu nói mà khiến cho Hà Vân suy nghĩ và quyết định rằng là mình xin bố mẹ tạm ngưng cái công việc dạy học và một mình khăn gói lên vào thành phố. Lúc đó có bị phản ứng gì dữ không? Nếu như mà nói xin nghỉ để mà đi chắc chắn phản ứng rất là lớn. Mà lúc đó Hà Vân phải dùng chiêu thôi. Tại vì giống như hồi xưa mình mẹ đã làm mệt tim rồi, sẵn mẹ của con là bị bệnh tim, không có bố mẹ buồn, thì phải dùng chiêu rằng là nói dối. Nói dối nhưng thực ra nó có lợi thì cũng nên đúng không ạ? Thực ra nói dối thì là không đúng rồi. Nhưng mà nói dối là để là con chỉ xin tạm nghỉ không lương một năm để con đi học hát thôi. Thế là bố mẹ mới đồng ý. À, một năm sau con sẽ về con đi dạy tiếp. Và sau một năm con đi học hát và con có kiến thức rồi, con về con lại mở thêm lớp thanh nhạc rồi dạy thì sao? Tốt hơn cho cái công việc. Thế là bố mẹ cũng rất là ủng hộ. Thế là khăn gói đi rồi đi luôn. Một năm sau bố mẹ nói, thật ra là Hà Vân nghỉ luôn. Tại vì lúc đó cũng không có xin nghỉ không lương được. Đi luôn, thế là một năm mẹ nói, ủa sắp một năm rồi chưa thấy về, con học cũng chưa xong. Thế chắc là để con học xong cái khóa ở trên này xong rồi con sẽ đi dạy ở thành phố luôn. Thế là bố mẹ cũng phải chịu thôi. Và khi mà Hà Vân lên, khăn gói lên, 2 năm đi hát ở phòng các cái phòng trà. Và sau đó là sau đó 2 năm thì mới thi cuộc thi X Factor với cái ca khúc Còn Thương Đau Đóng Bằng Sơ Hè mà quý vị nghe. Và từ đó quý vị khán giả yêu mến và biết đến Hà Vân nhiều hơn cho đến ngày hôm nay. Khó khăn như thế nào, cụ thể được không Hà Vân? Dạ, khi mà mới bước chân lên thì thật sự là trước đó 5 năm đi dạy, Hà Vân lương này mọi thứ là Hà Vân đều dành cho một nửa thì cho em gái học hành, một nửa thì mẹ gửi cho mẹ để chi tiêu trong nhà. Thành ra là thực ra Hà Vân cũng không có dành dụng được gì. Mà khi mà khăn gói đi lên thành phố để đi hát thì trong tay lúc nhớ là chỉ có mấy triệu cái tiền mà mình thôi việc thôi. Đó, mình lái cái chiếc xe máy, rồi là đằng trước một cái ba lô đồ, đằng sau lưng chằng một cái ba lô đồ, đi từ sáng cho đến tối mù rồi mới lên được tới Sài Gòn. Mà cũng có, thế là đi vòng vòng là đi tìm đường, phải đi theo cái bản đồ là đi tìm đường đến Đầm Sen. Lúc đó Đầm Sen rồi có một cái người bạn học từ hồi xưa, bạn ấy có tìm dùm cho một cái phòng trọ ở sẵn đấy rồi. Thế là lên rồi mình trọ, mà trong cái thời gian đầu á, tại vì cũng chưa ai biết mình, mà Hà Vân thì đi tìm cái chỗ hát thì cũng rất khó khăn. Cũng nhờ một vài người bạn thì giới thiệu cho đi hát đám cưới, một vài cái show tiệc đám cưới thì cứ nhớ là 70.000 một show. Thì cứ chạy buổi trưa 1-2 đám, có lúc thì buổi tối. Thành ra là cái đó chỉ là nó cũng không có đủ để mình trang trải đâu. Chủ yếu là mình có vài triệu mình cầm lên, rồi là xin đi hát ở một vài cái phòng quán cà phê. Nhưng mà cũng cứ lúc đó là mình mới, mình chỉ xin vào hát chứ chưa phải là mình đã có cái xe đâu. Hà Vân nhớ là lần đầu tiên khi lên á, là xin thử giọng vào phòng trà Không Tên. Thì thử lần đầu tiên là người ta không có nhận mình luôn. Bởi vì thực ra mình hát hay ở quê, nhưng mà lên đây thì chưa chắc là mình đã mọi thứ là về cách hát, chọn bài rồi nó cũng chưa có ok. Thành ra là mình không có được nhận liền. Và Hà Vân thấy rằng vậy là mình chưa có chuẩn bị tốt. Thành ra là lúc đó Hà Vân xin ở một cái quán cà phê của một cái người bạn, của một cái chị bạn, qua một cái người bạn giới thiệu đó. Là chỉ có hát không thôi, xin hát rồi để cho mình thật là quen với khán giả. Lúc đấy mình rất là lo lắng, rất là hồi hộp. Và sau một cái thời gian khi Hà Vân rèn luyện ở đó, cái khoảng thời gian đấy rất là khó khăn. Tại vì cái số tiền mà mình cầm lên thì nó đã hết rồi. Mình đi lại rồi là phòng trọ này nọ này. Rồi lúc đó nhớ, Hà Vân nhớ để hình như mình chỉ cầm trong tay lúc đấy khoảng còn có 25.000. Mà chuẩn bị là đến phải đóng tiền trọ này, rồi chi tiêu này. Lúc đó Hà Vân ngồi nằm mà Vân khóc. Bây giờ mình có, hình như là cái sự lựa chọn của mình không biết có đúng hay không. Mình khăn gói, mình bỏ cái công việc đang ổn định, cái mình đi lên, mình đi ca hát. Như vậy không biết là mình có đúng hay không. Bây giờ mình có nên đi về hay không. Bây giờ mình về mình cũng đã nghỉ luôn rồi. Rồi mình nghĩ rồi bố mẹ lại lo lắng buồn phiền cho mình. Thế là mình cũng không có dám phiền đến bố mẹ, không có hỏi xin tiền bố mẹ. Rồi cũng không biết phải làm sao. Thì lúc đó Hà Vân cũng mượn của một
chị bạn á là được 3 triệu nhớ là để đóng tiền phòng rồi trang trải chi tiêu á. Cũng may mắn sau cái thời gian đó Hà Vân nói thôi mình cứ cố gắng, tại vì mình đã lỡ đi rồi là không có quay đầu lại và không phiền đến bố mẹ luôn, tự mình sẽ cố gắng. Thì may mắn rằng là sau một thời gian Hà Vân tập luyện ở cái quán cà phê mình hát á, mộc mạc á, có một phòng trà cũng một cái anh bạn MC từ cái quán cà phê đó giới thiệu cho Hà Vân đến với phòng trà Quy. Thì Hà Vân hát đi qua thử giọng và được nhận luôn. Và sau đó là chủ phòng trà ký độc quyền với Hà Vân, Hà Vân hát thường xuyên ở đó. Từ sau cái cuộc thi á, đối với Hà Vân thì nó có nhiều điều tốt đẹp, may mắn và suôn sẻ và đến thời điểm bây giờ. Cuối cùng ba mẹ biết không? Bố mẹ cũng không biết ạ. Bố mẹ chỉ biết là bây giờ theo lâu 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 có những cái chương trình hay những talk show chia sẻ thì Hà Vân nói lên tivi thì có thể là bố mẹ nghe thì mới biết. Khi phát sóng là bố mẹ cũng rất là tự hào, là đi khoe khắp làng khắp xóm là à con tôi nó thi đấy. Rồi bắt đầu đi nói mọi người nhớ vận động mọi người rằng là ủng hộ nha, nhắn tin bình chọn này nọ nha. Nghĩa là bố mẹ vui, bố mẹ cũng điện lên là cố gắng thi thật tốt. Thì bố mẹ cũng không nói là ủng hộ cho mình đi theo con đường ca hát đâu. Chỉ cái niềm vui rồi khoe này kia mình biết như thế là gọi là trong lòng cũng đã âm thầm gọi là cũng đã ủng hộ, đã đồng ý để cho mình đi theo rồi. Những cái lần mà Vân đi sang hải ngoại biểu diễn thì thấy khán giả ở bên đó sao, nó có khác ở bên đây không? Dạ, khán giả ở bên đó thì mỗi nơi thì có một cái cách sống khác nhau. Nhưng bên đó thì khán giả những người con mà xa quê hương, thành ra mà khi mà các ca sĩ ở Việt Nam qua là mọi người rất là thân thiết, rất là gần gũi. Và khi mà Hà Vân thì hát những ca khúc về quê hương, dòng nhạc á, thì khán giả rất là, mình thấy những cái ánh mắt của mọi người rất là xúc động, mọi người nhớ quê hương lắm. Hà Vân có gia đình chưa? Dạ, Hà Vân thì chưa. Có lẽ là rất là nhiều người cũng không tin, tại vì thật ra Hà Vân cũng ngoài 35 tuổi rồi. Và mình lo cái công việc ca hát mình bắt đầu hơi trễ, bởi vì trước đó mình đã làm một công việc khác. Hà Vân cũng chưa có nhiều cái thời gian để dành riêng cho cái hạnh phúc riêng của mình. Nhưng mà mọi người rất khen Hà Vân hát cải lương, hát giọng cổ. Dạ. Thử một câu thôi. Con từ bé là con đã nghe những cái tuồng cải lương rồi. Và khi lớn lên thì trong cái album Gợi Nhớ Quê Hương gồm những ca khúc mạo mượn trên cao Nam Bộ và có bài Sâu Đắng Sâu Hè luôn á. Và có một cái bài tân cổ điệu buồn phương Nam. Thì ca khúc này thì Hà Vân đã mời anh Quốc Đại cùng song ca, xin phép và gửi tặng đến chú và một câu quý khán giả một câu ngắn. Chứ nếu mà hát thì chắc là hơi dài. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Sầu đôi gương loan em cũng đoán trường, sao xa bầy cung thương không hòa điệu, em xa người đang lạc phím chung dây. Tâm sự này biết tỏ với ai đây, men rượu nồng cay chẳng làm vơi thương nhớ. Con sao buồn nên sao khóc nỉ non, con trời cũng buồn sao trời mưa không dứt. Rồi, dứt câu 1 ha. Dạ. Còn câu 2, câu 5, câu 6. Nhưng mà mình không có thời gian. Dạ. Thì thật sự giọng ca rất là mượt. Dạ. Không ai biết là Hà Vân là người Bắc. Dạ. Biết Hà Vân thuộc rất nhiều bài hát bolero. Có lần mới đây tôi có nghe một anh bạn trai, một bạn trai còn trẻ lắm, tôi quay, anh ngồi anh sửa ba cái đạo cụ này kia mà anh hát cái bài Gõ Cửa Trái Tim. Anh làm cái đạo cụ mà anh hát hay. Cô Vân có thuộc cái bài đó không? Dạ, cái bài này thì là nó là một cái bài mà song ca. Nghĩa là Hà Vân đã hát song ca rồi cùng với anh một cái người bạn đồng nghiệp đó là nhiều mình hát Quang nhất Đại. Ca thử một đoạn để tặng Nguyễn đến chú và quý khán giả. Gõ cửa trái tim van em được vào,
Dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chim bao, nỗi niềm mắt xanh xao. Nhưng em vẫn ngóng tin anh mở cửa. Tại vì thường ở đi hát nó song ca, và trong cái đĩa là cũng song ca, thành ra là cứ lời nam lời nữ mình cứ lo lời nữ, lời nam không thuộc lắm. Không, nhưng mà thường hát chung với Quốc Đại. Dạ, cũng rất là hay song ca với anh Quốc Đại ạ. Ngoài ra còn hát chung với ca với nam ca sĩ nào nữa? Có những dịp lại hát được hát song ca với anh Quang Lê, thì rồi là Huỳnh Thật. Đó là một người em mà cùng đồng hành từ cái cuộc thi song ca cùng Cẩm Ly tới bây giờ, rồi Quang Đại, giờ đi diễn Quang Linh. Dạ vâng. Phòng trà bây giờ thì chỉ dành cho ca nhạc thôi, còn cái cánh mà diễn hài như tụi tôi thì ít, gần như không có luôn, đúng không? Dạ thì nếu mà hài thì sẽ diễn ở các cái sân khấu. Giờ không có luôn, hồi xưa tụi tôi diễn hài phòng trà luôn. À dạ, diễn hài phòng trà, diễn hài tụ điểm, diễn nhiều lắm. Còn bây giờ dạ đúng rồi. Rồi có lẽ là bây giờ mọi thứ về truyền hình YouTube phổ biến, thành ra là khán giả sẽ đi theo dõi nhiều hơn. Còn khán giả đến phòng trà, cái hồi lúc mà Hà Vân mới lên Sài Gòn với cái thời điểm bây giờ nó cũng đã khác xa, và đặc biệt sau dịch nữa thì dịch bệnh nó cũng đã ảnh hưởng rất là nhiều. Cái ca hát về biểu diễn thì nó không được sôi nổi hơn giống như là trước đây. Ngày trước đây cái thời các cô chú ngày xưa nó sẽ còn đi phòng trà hay gì đó, nó còn khán giả rất là thường xuyên đi và rất là đông đúc. Còn bây giờ thì có thể rằng là sẽ không được nhộn nhịp, không được như ngày xưa, nhưng mà không gian phòng trà thì vẫn còn hoạt động, như phòng trà Đồng Dao, phòng trà Không Tên, đó là hai phòng trà hiện tại là vẫn thường xuyên sáng đèn hàng đêm tại Sài Gòn. Còn ngoài ra thì cũng có rất là nhiều những cái quán cà phê nữa. Thì Hà Vân cũng hy vọng và cũng mong rằng là quý khán giả gần xa, ngoài theo dõi những chương trình về truyền hình hay là YouTube, thì cũng có thể bớt thời gian đi đến những không gian của phòng trà, cà phê, để mình có những cái sự trực tiếp với trải nghiệm trực tiếp. Dạ đúng rồi. Với và nghe hát live, nghe hát live với ban nhạc, trải nghiệm với không gian phòng trà nó lắng động cũng như là mộc mạc, để gần gũi và ủng hộ cho các ca sĩ nghệ sĩ biểu diễn hàng đêm ở đây. Vâng, có nhớ được cái số tiền đầu tiên mình được nhận trong đời đi hát không? Chắc là phải kể đến là một vài những cái các cái chương trình của văn hóa, rồi là những cái đám cưới. Nếu mà nói lúc đó là hình như là 50.000 50.000 một show diễn, lúc đó ở quê mà được nhận cái số tiền như vậy là cũng gọi là cũng rất là vui, rất là hạnh phúc ạ. Đó, thấy chưa? Dạ. Nghĩa là nhớ hay, tôi vẫn còn nhớ. Dạ. Tôi vẫn còn nhớ cái xe đầu tiên của tôi là nhiêu? 10.000. Dạ. Tôi 5.000, Quyền Linh 5.000. Dạ. Tại vì lúc đó thời điểm đó là của chú là trước Hà Vân rất là lâu. Ừ. Có thể lúc đó thời Hà Vân 50.000, nhưng có thể nhiều khi so với cái thời điểm chú thì nó cũng xem nhau. Nhưng mà thấy đây thời gian trôi lẹ quá. Dự định tương lai của Hà Vân là như thế nào? Hà Vân nghĩ rằng là với cái nghề, với cái niềm đam mê ca hát của mình, và với hiện tại thì Hà Vân cứ cố gắng cho cái niềm đam mê của mình, cũng như là có ra mắt nhiều thêm nhiều hơn nữa những cái sản phẩm âm nhạc để gửi tặng đến quý vị khán giả gần xa. Ừ. Và bên cạnh đó thì mình cũng sẽ dành thời gian để chăm chút cho bản thân mình, cho gia đình, rồi là hy vọng là nếu mà mình thoát ế thì mình sẽ có một cái gia đình nhỏ của mình, và mình có thời gian chăm chút cho gia đình nhỏ của mình hơn. Đó. Trong khán giả có rất nhiều người khán giả có cái niềm đam mê giống như là Hà Vân. Dạ. Vậy thì riêng với những người khán giả mà có cùng một đam mê nhưng mà chưa có thực hiện được, thì Vân có một cái lời khuyên nào hay không? Dạ, thật ra là cái thời gian vừa rồi, sau cái cuộc thi, hoặc là đến cái thời gian từ đó đến bây giờ, thì Hà Vân cũng nhận được nhiều những cái chia sẻ của quý khán giả, rồi là có thể có những người thân, có những người bạn, và có những khán giả qua mạng này, Facebook này, mọi người hay nhắn tin, hoặc là có những cái bạn fan nữa: chị ơi em cũng đang đi dạy giống như chị, rồi là em cũng đam mê ca hát, và em cũng muốn là như chị
bỏ để đi theo con đường ca hát. Thật ra mà nói là Hà Vân lại không có dám khuyên mọi người là nên bỏ cái công việc hiện tại để đi theo cái niềm đam mê của mình đâu. Giống như Hà Vân đâu, cái công việc đi dạy học của mình thì bản thân mình cũng rất là trân trọng. Từ đó đã cho mình rất là nhiều những cái cảm xúc, cũng là niềm vui và nó ý nghĩa nữa. Đó, nó là một cái khoảng thời gian rất là tốt đẹp. Mình phải xác định rằng là cái công việc hiện tại á, với cái công việc sắp tới á, cái mình phải cân nhắc. Và hai nữa là mình đi theo cái con đường đam mê giống như Hà Vân thì bản thân mình nó phải có một cái khả năng về ca hát mà phải trời cho. Ví dụ mình chỉ đam mê thôi nhưng mà mình không có cái khả năng ca hát, hoặc là dụ như mình có đi và mình có học thêm thì nó cũng không thể cải thiện được nhiều, thì mình không nên phiêu lưu mạo hiểm. Bây giờ cái phương tiện về YouTube này, về các cái để mà tiếp gần đến với khán giả nó dễ hơn như cái thời điểm ngày xưa, đúng không? Ngày xưa là mình phải qua băng đĩa này, rồi mình phải đi biểu diễn này, rồi khán giả mới biết sân khấu, tại vì không có truyền hình, đúng rồi, không có truyền hình, không có YouTube như bây giờ. Cho nên là với bây giờ để mà gần đến khán giả, cái tiếng hát nó rất là dễ. Nhiều khi mình cầm cái điện thoại mình quay không đơn giản, mình up lên là nếu mà là khán giả biết rồi. Cho nên là Hà Vân nghĩ rằng là cái công việc hiện tại của mọi người ấy, các bạn á, đặc biệt các bạn trẻ mà giống như có đam mê giống như Vân á, thì nên giữ. Rồi ngoài ra mình cứ song song, mình cứ thử, hoặc là mình có thể có những cái sản phẩm âm nhạc bây giờ cũng rất là dễ, mình quay hình, mình up. Rồi là bên cạnh đó là mình cũng tham gia một số những cái game show, cuộc thi và chương trình để mình xem khi mình bước thử vào thỏa cái niềm đam mê của mình về ca hát để xem là mình có thành công hay không. Nếu không thành công thì nó là một cái trải nghiệm và mình vẫn giữ được cái công việc ổn định hiện tại để cho cái cuộc sống của mình. Và nếu như mà thuận lợi, may mắn và nó tốt và mình có thể sống với nghề thì mình tiếp tục, mình có thể tạm ngưng cái công việc hiện tại để mình theo cái niềm đam mê của mình giống như Hà Vân cũng được. Cảm ơn những người thực hiện chương trình đã tạo điều kiện cho Hà Vân có một cái cuộc nói chuyện, trao đổi, chia sẻ, và khán giả sẽ biết thêm về một cô ca sĩ miền Bắc có chất giọng miền Nam và chuyên môn hát những bài hát dân ca, những bản nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Kỳ và đặc biệt cải lương nữa chứ. Chúc Vân hạnh phúc và gia đình luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ. Chúc Hà Vân sẽ có một người bạn đời đúng với lại cái suy nghĩ, đúng với mơ ước của Hà Vân. Dạ, cảm ơn chú. Mong rằng lời chúc của chú là sẽ thành hiện thực. Trung Dân và Hà Vân xin kính chào quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau.